Anh xài sao mà nó trẻ mày cái mày chết rồi thấy xà không thu về thu về một mối nên mình đánh đối phương thu về một mối mình đánh về cũng đỡ tưởng đỡ được làm sao đỡ được tới rồi nó đánh lại ba rồi nó chắc gì vậy đó đánh này làm sao tao ra không có ra được hiểu sư phụ nói đi nhà vậy nha như thế này nè ý thức của mình ý thức cái ý thức phải có còn đánh ít mất mình không biết giờ tao đánh tao biết giờ này thấy không mạnh nha tắt lại Yeah.